mỗi sớm mai thức dậy yêu thương mình nhiều hơn, yêu thương mình nhiều hơn, đúng không anh chị em? Không những yêu thương mình, chính bản thân mình thì mình lại có tiền, có tuyệt vời không anh chị em? Có hạnh phúc nào trọn vẹn như đại gia đình Apanin không anh chị em ơi? Mình càng có một cái làn da khỏe đẹp thì mình lại càng có một cái công việc rất là đơn giản để mình kiếm thêm thu nhập, đúng không anh chị em? Từ cái hạnh phúc của chính bản thân mình, đúng không anh chị em? Đó. Ngày nào Đồng Thịnh cũng, Đồng Thịnh bây giờ là đã có một cái làn da rất là khỏe đẹp rồi các bạn ạ. Cũng phải trải qua một thời gian, cũng phải trải qua một thời gian là sửa chữa, đúng không các bạn? Chính em Atanin này đã giúp cho Đồng Thịnh thay đổi ngoại mục cái làn da của mình. Đồng thời nữa là đã và đang giúp rất nhiều các chị em ngoài kia biết đến và đã sử dụng và cũng đã vào ngôi nhà chung cùng chia sẻ lan tỏa giá trị của sản phẩm để cho thật nhiều các anh chị em ngoài kia biết đến để đỡ phải mất thời gian như là tất cả, như là Đồng Thịnh và cũng như rất nhiều các anh chị em đã từng, đúng không các bạn? Đó. Bây giờ Đồng Thịnh đã có một cái làn da, các bạn có thấy là cái tự tin mặt mộc 24/24, không phải hai mặt như ngày xưa. Chát chúa đủ thứ vào là một mặt, khi rửa đi thì rợn, giống như một cái bà cụ 70-80. Nhưng đến bây giờ 24/24 tự tin như các bạn. Đó, rất tự tin luôn, một làn da khỏe luôn, làn da đẹp luôn. Càng đi ra ngoài thì càng trắng sáng mịn màng các bạn ạ. Đã có một cái làn da đẹp như Đồng Thịnh như bây giờ, thật sự mà nói là thay đổi ngoại mục các bạn ạ. Đó. Nhưng mà khi mà cái làn da của Đồng Thịnh đã được thay đổi ngoại mục thì Đồng Thịnh vẫn yêu thương hơn, vẫn là chăm chỉ mỗi ngày chỉ cần 2 phút thôi để mình kéo dài tuổi thanh xuân cho da. Không ai yêu hộ được mình, đúng không các bạn? Đó. Bên cạnh đó là bất kể một bạn nào, không phải là Đồng Thịnh, mà bất kể một bạn nào yêu thương cơ thể của mình, yêu thương cái làn da của mình đã được xuất sắc thì các bạn sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn như thế nào, đúng không anh chị em? Đó. Bây giờ Đồng Thịnh đang lau da mặt rất là sạch luôn. Nhưng các bạn biết rằng là khi mà mình đi ra ngoài thì cái làn da nó càng trắng hồng rạng rỡ rất nhiều luôn. Các bạn vào Facebook của Đồng Thịnh theo dõi thì các bạn sẽ thấy được cái điều đó nha các bạn. Đồng Thịnh đang lau rất là sạch luôn này. Đó. Sản phẩm em Atanin hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên. Ăn được thì ai cũng xài được, em bé mẹ bầu ai cũng xài được hết. Đó. Cho nên mình rất mong muốn đằng nào cũng yêu thương cái cơ thể làn da của mình mỗi ngày thì mình cũng mong muốn là đi lên để chia sẻ năm phút cho các bạn để các bạn đỡ phải đi tìm tòi cái sản phẩm nào mất thời gian và vứt tiền qua cửa sổ như Đồng Thịnh nữa. Chắc chắn 100% luôn, khi đã đến với Atanin thì chắc các bạn sẽ có làn da thay đổi vượt sự mong đợi, thay đổi ngoại mục cái làn da của mình thì các bạn mới thấy rằng hạnh phúc như thế nào. Đó, mới thấy là sung sướng đó, mỗi lúc đi ra ngoài các bạn ạ. Mỗi khi đi ra ngoài là bất kể ai, trong mọi trường hợp, mọi góc độ, ai cũng suýt xoa ngưỡng mộ. Thì các bạn thấy có hạnh phúc không? Có sung sướng không? À, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Có hạnh phúc không? Sung sướng hơn không? Mà có mới thấy rằng là hạnh phúc trọn vẹn. Là cái làn da trước, bất kể bạn nào chứ không nói Đồng Thịnh, đã là đủ kiểu, đủ thứ rồi. Đấy mà không tự tin. Mà đến bây giờ có một cái làn da như thế này thì các bạn mới thấy là nó hạnh phúc đến như thế nào. Đó. Đồng Thịnh đã có một cái làn da thật sự là hoàn hảo. Thế nhưng Đồng Thịnh vẫn yêu thương hơn. Đồng Thịnh vẫn chăm chút hơn. Đồng Thịnh xài thêm cái em serum vàng 24K để giúp cho cái làn da càng trắng sáng, trẻ hóa và căng mướt và bóng mềm mại. Rất là hạnh phúc các bạn ạ. Bởi vì sao? Hoa hậu đẹp rồi vẫn muốn đẹp nữa thì mình cũng thế thôi, mà mình tin là rất nhiều các bạn rồi đã xài sản phẩm em Atanin mà đã được hạnh phúc thì bạn nào cũng giống mình thôi. Đó, bạn nào cũng thế thôi. Khi mà mình đã có một cái làn da mà mình nhìn gương hàng ngày này mà mình thấy là nó hạnh phúc trọn vẹn thì mình mới thấy rằng là mình yêu cái cơ thể của mình hơn. Các bạn có biết là ngày xưa ấy, Đồng Thịnh xài
đắt có, rẻ có, nước trong có, nước ngoài có, sách tay có, nhưng mà đôi lúc là rất là lãng các bạn ạ. Lãng vì là nó không có kết quả, đổi lại nó chỉ là che khuyết điểm. Ngẫm nghĩ lại bao nhiêu thời gian, mấy chục năm, chỉ là che khuyết điểm là một, hai nữa là mất thời gian, mất tiền qua cửa sổ. Dù là đã có ít có nhiều, sản phẩm ít sản phẩm nhiều cũng mất tiền qua cửa sổ hết đó. Cho nên là mình ngày nào cũng đã đến với sản phẩm Ematanin, các bạn thấy cái làn da của Đồng Thịnh rất là khỏe luôn đó. Càng bây ở trong nhà thì nó không được rõ lắm, bởi vì cái ánh sáng còn hạn chế các bạn ạ. Còn khi mà đi ra ngoài thì các bạn sẽ thấy là cái ánh sáng của mặt trời ấy, bởi vì quê Đồng Thịnh là quê em hay mùa mưa nắng, mùa này rất là nắng luôn các bạn ạ. Trời đang rất là nắng luôn, kìa, không có mây nhá, trắng trong xanh luôn là một. Hai nữa là vừa nắng vừa hanh vừa gió đó. Các bạn đã nghe thấy cái bài hát là có cái nắng có cái gió, không mang tên không mang tên chưa? Đó là quê hương của Đồng Thịnh đó. Cho nên là ngày xưa dù Đồng Thịnh có che khuyết điểm bằng mấy đi chăng nữa, đủ thứ trên đời đi chăng nữa, nhưng cái mặt vẫn đen xì. Không những là nó có rất là nhiều cái vấn đề trên da mà làn da vẫn bị đen xì các bạn ạ. Đó, cho nên là đến bây giờ là tự tin mặt mộc đi, tự tin đi mặt mộc đi phơi nắng, không lo ảnh hưởng, mà đi ra ngoài làn da càng trắng hồng rạng rỡ các bạn ạ. Đây là một cái em không thể thiếu nhé các bạn, không thể thiếu, bởi vì em nuôi dưỡng cho mình hàng ngày, mình đã đẹp rồi vẫn nuôi dưỡng hàng ngày để mình được kéo dài tuổi thanh xuân cho da. Và đồng thời nữa là quan trọng nữa, vô cùng quan trọng nữa là có em để mình tự tin đi ra ngoài, có em để mình tự tin đi phơi nắng, da càng trắng hồng rạng rỡ, không no. Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn, không no nắng bị ảnh hưởng của tia nắng mặt trời, đã không sung sướng không các bạn, hạnh phúc không các bạn đó. Cho nên là đã đến với ngôi nhà Atalin thì các bạn mới thấy rằng là nó hạnh phúc như nào. Chăm chỉ, bởi vì mình đã có một cái làn da thay đổi vượt sự mong đợi rồi, thì lúc đó là không bỏ ngỏ như ngày xưa đâu các bạn ạ. Nhưng mình ngày xưa thì năm lúc là cũng bị đang xài mà cũng nản đấy các bạn ạ. Đó, thế nhưng mà nản cũng không được nha các bạn, nản cũng vẫn phải xài, bởi vì không tự tin với cái làn da đủ thứ vấn đề. Đúng rồi, xin chào Cao Hoàng. Khi mà dù là mình ngày xưa mình xài đủ thứ nhưng vẫn bị nản nha các bạn, nhưng nản vẫn phải chấp nhận đó, nản vẫn phải chấp nhận để xài, bởi vì là cái làn da nó xấu quá, ai mà chẳng muốn đẹp đúng các bạn đó. Cho nên vẫn xài luôn, vẫn xài nhá. Xài thì các bạn có biết là như nào không? Xài nhưng không tự tin, dơ máy ảnh lên vẫn chụp ảo các bạn ạ. Đó, một là thứ nhất là nếu như mà đánh phấn mà như cô dâu ấy, đó, lớp lọ lớp kia các kiểu như cô dâu ấy, thì các bạn nghĩ rằng là nó có hợp với cái nhiều cái điều kiện hoàn cảnh không? Chả lẽ ví dụ như là mình đi chợ mình cũng đánh như thế, các bạn thấy kỳ không? Đó. Cho nên là rất là xấu hổ các bạn ạ. Đánh ít thì vẫn nem nhem, đó, dơ máy ảnh lên vẫn phải chụp ảo. Đó, có thấy có chán không? Thế nhưng cơ mà vẫn còn hơn là để cho cái mặt hoàn toàn mặt mộc, hoàn toàn là mộc, thì nó xấu quá. Chẳng ai là không muốn đẹp cả các bạn ạ. Nhất là thời buổi bây giờ, thời buổi 4.0, 5.0, bạn nào cũng mong muốn được cũng có một cái làn da tự tin mặt mộc. Bạn nào cũng mong muốn mình có một cái làn da khỏe đẹp. Đó, bên cạnh đó thì không một bạn nào là bạn không xài sản phẩm cả, đúng không các bạn? Đó, cho nên là các bạn ạ, khi mà các bạn đi ngang qua hãy giúp cho mình một cái nút chia sẻ để cho nhiều các anh chị em ngoài kia ngó đến, biết đến, thì các anh chị em sẽ được thay đổi với cái làn da của mình ngoại mục với cái sản phẩm Ematanin. Các bạn đó sẽ giống như mình, không phải đi tìm sản phẩm nọ sản phẩm kia mất thời gian và để cho cái làn da lại còn hư hỏng, một trinh một đồng cũng vất tiền qua cửa sổ. Nhưng khi mà đã đến với cái sản phẩm Ematanin này thì các bạn biết rằng là một trinh một đồng không mất nữa, mà chắc chắn 100% cam kết đẹp hơn mỗi ngày. Các bạn có thấy là tuyệt vời không? Đó, còn gì hạnh phúc hơn nữa không các bạn? Khi mà mình thay đổi một cái làn da ngoại mục thì các bạn nghĩ xem là cái gì đến nó đến nữa các bạn. Đó, ví dụ như Đồng Thịnh này, Đồng Thịnh chỉ cần đi chợ, đi cà phê, đi chơi bất kể một ở chỗ nào, ngóc ngách nào hay chăng nữa thì cũng gặp người là khen ngợi.
Bởi vì Đồng Thị năm nay hơn 60 tuổi rồi, làn da mà tự tin cái mặt thật của mình đấy, mà cái làn da mà che khuyết điểm, thời buổi bây giờ ai cũng nhìn thấy luôn. Cho nên là với cái làn da này các bạn ạ, chỉ một chút cái ban ngày như thế này thôi là đã dưỡng cho em hàng ngày. Đó, đẹp rồi vẫn phải dưỡng để cho mình giữ lại cái tuổi thanh xuân và kéo dài tuổi thanh xuân nha các bạn. Và hơn nữa là em bảo vệ. Đó, chỉ có như vậy thôi. Nếu như bình thường thì chỉ cần một lớp nhẹ như thế này là xong các bạn ạ. Là từ sáng đến tối đi phơi thoải mái. Đó, mà ra ngoài làn da càng trắng hồng rạng rỡ. Đó, cho nên các bạn cứ vào Facebook của Đồng Thịnh để theo dõi thì các bạn sẽ thấy là sự thật là như vậy. Đó, thế và hơn nữa là nếu như mà bạn nào ấy mà mong muốn thì hãy vào Facebook Đồng Thịnh theo dõi và Đồng Thịnh sẽ đồng hành với các bạn, chắc chắn các bạn sẽ hài lòng và các bạn sẽ có một cái làn da thay đổi ngoại mục. Bên cạnh đó là các bạn đã có một cái công việc trọn vẹn hạnh phúc thì các bạn vẫn kiếm thêm thu nhập. Còn nếu như bạn nào chưa có một cái công việc hạnh phúc thì các bạn sẽ có công việc hạnh phúc trọn vẹn. Còn bạn nào á mà đã có công việc rồi thì chắc chắn các bạn vẫn kiếm thêm thu nhập. Đó, bằng chính cái sự trẻ trung xinh đẹp của mình. Đó, thời buổi bây giờ ai cũng nhìn thấy cái làn da hết. Ví dụ như là con người thì có thể là mặc quần áo che đi, đúng không anh chị em? Thế nhưng mà cái da mặt của mình ấy thì chẳng có cái gì che được cả các bạn ạ. À, cho nên rất mong muốn là chia sẻ 5 phút cho các bạn với cái combo sản phẩm Ematanin như thế này để các bạn biết đến. Một là các bạn sẽ thay đổi ngoại mục cái làn da của mình, kéo dài tuổi thanh xuân cho da, không phải đi tìm tòi cái sản phẩm nào nữa, mà chắc chắn 100% càng xài càng đẹp. Mà một là thứ nhất là em rất là an toàn luôn, em ăn được thì không có lý do gì mà không an toàn, đúng không các bạn? Em bé mẹ bầu ai cũng xài được hết. Thứ hai nữa là kết quả thì các bạn cứ nhìn cái làn da của Đồng Thịnh hơn 60 tuổi và xem vào Facebook để xem cái làn da trước của Đồng Thịnh thì sẽ thấy là nó ngoại mục như thế nào, mới thấy là mình càng ngày càng yêu thương cái làn da của mình ra làm sao. Đó, bởi vì đã đẹp rồi thì không có ngừng nghỉ đâu nha các bạn. Không phải như ngày xưa mà xài đủ thứ mà vứt tiền qua cửa sổ, nhưng đôi lúc là lãng các bạn ạ. Bởi vì nó cũng không có tác dụng tác giả gì, là đôi lúc cũng buồn mà lãng chứ. Thế nhưng đến bây giờ thì rất là hạnh phúc luôn. Hạnh phúc với bản thân và hạnh phúc với đại gia đình Atalin. Đó, bởi vì sao? Bất kể một bạn nào đã chia sẻ, đã xài thì đều hài lòng hết, đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng và cũng đều mang một cái tâm trạng là chia sẻ làm phúc giúp cho bạn khác các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là sung sướng hạnh phúc không? Đồng Thịnh mà có đi ra ngoài thì chẳng lẽ đi đâu cũng thế, cũng có gặp bất kể ai cũng mong muốn, cũng mơ ước cái làn da của Đồng Thịnh. Thì cái gì đến nó đến thôi các bạn ạ. Cái gì đến nó đến thôi. Con người thật, trải nghiệm thật, sản phẩm thật thì chia sẻ giúp đỡ thôi, đúng không các bạn? Đó, đây là một cái bước mà để cho body đấy, là để cho là mình đã có một cái làn da mặt mà ưng ý rồi, tuyệt vời rồi, thì mình cũng phải giữ cái body của mình, đúng không các bạn? Đó, em body này thì em sẽ khi mà lau thoa, bất kể bạn nào mà lau thoa rồi thì chắc chắn cũng không bao giờ bỏ được. Bởi vì thứ nhất là em rất là thơm. Đấy, em cũng hoàn toàn bằng thảo dược, em rất là thơm. Tất cả sản phẩm của ngôi nhà Atalin là hoàn toàn bằng thảo dược nhé anh chị em. Đó, thứ nhất là em rất là thơm và em thẩm thấu luôn. Nếu da bạn nào mà chưa được ưng ý, chưa được đồng đều thì em sẽ giúp cho cái làn da của các bạn được đồng đều là một. Thứ hai nữa là em thẩm thấu luôn để em không bị bít tết. Dù các bạn có mặc quần áo lao đi chăng nữa thì cũng không bị nem nhem ra quần áo nha các bạn. Đó, em dưỡng cho mình cái làn da hàng ngày này. Đồng thời nữa là cái điều vô cùng quan trọng nữa là em bảo vệ. Chính là em bảo vệ cho nên là mình mới đi ra ngoài thì mình sẽ có một cái cơ thể toàn thân là đẹp, đúng không các bạn? An tâm để kiểu đi ra ngoài đi phơi, đúng không các bạn? Đó, mà Đồng Thịnh thì các bạn có biết không? Đồng Thịnh đi tắm biển mà với cái combo sản phẩm hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên này mà Đồng Thịnh đã về, mà bạn bè của Đồng Thịnh vẫn nói rằng là chị đi tắm biển mà về làn da không ảnh hưởng. Các bạn có thấy hạnh phúc không? Cho nên là hạnh phúc trọn vẹn lắm. Khi bất kể một bạn nào rất là mong, mình rất là mong muốn để chia sẻ cho các bạn để các bạn biết đến để các bạn xài đi, là chắc chắn là càng xài càng đẹp. Đó, là cam kết luôn, bất kể một bạn nào mà mong muốn với cái combo sản phẩm Atalin như này,
Bạn nào mà có làn da dù là hư hỏng kiểu gì, cỡ gì, ở dạng nào và ở góc độ nào thì các bạn cũng chắc chắn là đến với ngôi nhà Atanin. Đồng hành cùng Đồng Thịnh hoặc bất kể một đại lý nào trên toàn quốc, các bạn sẽ có thay đổi ngoại mục cái làn da của các bạn. Đồng thời bên cạnh đó là các bạn đã kiếm được tiền rất là nhẹ nhàng, đó, rất là hạnh phúc trọn vẹn. Các bạn cứ vào Facebook của Đồng Thịnh, chưa biết cứ vào Facebook của Đồng Thịnh theo dõi hoặc lướt trên mạng xã hội, thấy bất kể một bạn nào mà xài Atanin, các bạn một là các bạn nhìn cái làn da của các bạn đó để xem là cái làn da đó nó như thế nào. Mà các bạn đã ở trong ngôi nhà Atanin thì quên cái đoạn áp ảo đi rồi nhé các bạn. Không giống như Đồng Thịnh ngày xưa là chuyên trị áp ảo, nhưng mà từ ngày đã xài cái sản phẩm em Atanin này, quên áp ảo đi rất nhiều. Và đại gia đình Atanin đều như vậy. Các bạn có biết không? Rất nhiều bạn bè của mình nói rằng là nếu như không gặp chị ở bên ngoài thì vẫn cứ ngỡ là chị dùng áp. Các bạn ạ, thấy có tuyệt vời không? Đó, cho nên là mình rất là mong muốn để chia sẻ cho các bạn để các bạn biết đến. Để chắc chắn là các bạn sẽ có một cái làn da giống như là Đồng Thịnh nhìn thấy ở trên mạng ấy. Đó, rất là nhìn thấy, nhưng mà áp ảo là nhìn thấy cũng biết ngay, mà thật cũng nhìn thấy biết ngay mà, đúng các bạn? Đó, nhưng mà rất nhiều các bạn là dùng áp, dùng ảo, mình lướt ở trên mạng xã hội, mình thấy là mình vẫn còn không những bản thân mà rất là mong muốn cho đại gia đình Atanin, mong muốn cho đại lý của gia đình Atanin trên khắp toàn quốc, càng mong muốn chia sẻ làm phúc cho nhiều các anh chị em ngoài kia biết đến, để cùng có một làn da khỏe đẹp và đi ra ngoài tự tin đi phơi nắng, không phải dơ máy ảnh lên chụp áp ảo nữa. Cho nên là Đồng Thịnh hàng ngày, ngày nào cũng thế, yêu thương chính mình. Rất đơn giản các bạn ạ, chỉ cần 2 bước 2 phút thôi là mình đã có một cái làn da càng ngày càng khỏe, trẻ đẹp nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Làn da của Đồng Thịnh bây giờ hiện tại là rất là khỏe đẹp rồi. Nhưng ngày nào Đồng Thịnh cũng vẫn yêu thương cái làn da của mình để mình được kéo dài tuổi thanh xuân chứ các bạn, đúng không? Đó, hơn 60 tuổi rồi, cho nên là rất mong muốn chia sẻ làm phúc cho các bạn để các bạn biết đến, chứ không phải Đồng Thịnh là lên để chia sẻ để bán cho các bạn cái bộ sản phẩm này nhé các bạn, mà chỉ một là điều tâm huyết là chia sẻ lan tỏa giá trị của sản phẩm đến để cho các bạn xài, để các bạn sẽ có một cái làn da tự tin mặt mộc, tự tin đi nắng, dù da của bạn có bị hư hỏng cỡ nào thì em cũng đã xài, em thì vẫn xài mà vẫn được đi ra nắng một cách thoải mái, không phải che đậy, sửa chữa vẫn không phải che đậy, mà càng xài càng đẹp lên đó, mà đẹp hơn mỗi ngày đó các bạn ạ. Cho nên là giá trị của sản phẩm thì các bạn thấy là nó rất là tuyệt vời luôn đó, cho nên là rất mong muốn làm phúc cho các bạn nhé các bạn. Đó, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn, chúc một ngày mới thật là tuyệt vời, một ngày thật là tràn đầy năng lượng, và càng ngày Tết càng đến gần, chúc tất cả các anh chị em vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, và càng cùng nhau chia sẻ lan tỏa giá trị của sản phẩm. Và hãy đi ngang qua cái clip này thì hãy cho Đồng Thịnh xin một nút chia sẻ, để ngỡ có bạn nào ai mà mong muốn biết đến, mà mong muốn là sửa chữa cái làn da của mình. Một là ví dụ như là Đồng Thịnh này, nhăn này, đồi mồi này, tàn nhang, trứng cá, nám, mụn, đủ trò đủ trống nói chung. Đó, thì đến với ngôi nhà Atanin thì một trinh một đồng không mất nữa, và chắc chắn cam kết đẹp dần hơn mỗi ngày nhé các bạn. Đó, bye bye, hẹn gặp lại, một chút nữa mình sẽ quay lại video.